Hello, ngoài đường Pit Du Ký xin được gửi lời chào đến tất cả quý khán giả. Sáng ngày hôm nay thì mình cùng với các thành viên trong đoàn sẽ có một hành trình tham quan ở một loạt các đảo rất là nổi tiếng ở Bali. Và chính vì vậy mà bây giờ mới là 6 giờ sáng thôi, nhưng đoàn của mình đã sắp xếp hành trang để chuẩn bị là lên xe thẳng tiến ra cảng. Và trên tay của chúng tôi là những hộp thức ăn đã được khách sạn chuẩn bị để đoàn có thể là ăn sáng trong lúc mà ngồi chờ tàu đến cảng. Còn bây giờ thì đoàn của mình phải tranh thủ để lên đường kịp chuyến tàu thôi. Let's go! Buổi sáng sớm tinh mơ ở đảo Bali. À, bây giờ mới là sáng sớm tinh mơ ở Bali thôi. Ở Việt Nam bây giờ mới là 5 giờ 10 phút, nhưng ở bên Bali sẽ chênh lệch 1 tiếng đồng hồ là 6 giờ 10 phút sáng. Gọi là Jalan Tol. Jalan Tol này là Jalan Tol. Hoàn thành vào năm 2011. Dài tổng cộng 15 km, nối liền 4 quận chính của Bali. Nếu thông thường mình đi cái đường bình thường ấy thì mình mất 1 tiếng, thì đi qua cái đường này mất 10-15 phút thôi ạ. Đây là đường vượt biển. Nhơn với lại Quảng Ninh cũng có. Chúng tôi đã tới khu vực cảng rồi cả nhà. Và bây giờ thì đoàn của chúng tôi sẽ chờ ở cảng, tranh thủ ăn sáng và sau đó sẽ đi đến đảo Nusa Penida. Bây giờ thì chị Maya sẽ lấy vé cho đoàn. Đây là bữa sáng của chúng tôi. Một hộp thì có bao gồm là cơm chiên, xúc xích, trứng ốp la. Ở trong hộp phần còn lại là một chai nước cam, một chai nước suối, một chai quýt với lại một chai mây. Quá đầy đủ. Rồi bây giờ thì đoàn của chúng tôi bắt đầu di chuyển ra cảng. Bình quân trong thời điểm thấp điểm của du lịch ở Bali thì mỗi ngày có khoảng 100 chuyến tàu ra đảo Nusa Penida. Đây cũng có thể nói là một con số rất là khủng khiếp. Thế nhưng mà mới là mùa thấp điểm mà còn vậy thì không biết là mùa cao điểm sẽ đông như thế nào nữa. Biểu tượng này là vừa giống voi mà vừa giống rồng. Thủy quái hả? À, sau cái đuôi cá nữa chứ. Rất là đông du khách luôn. Mỗi người cầm một vé để quét mã. Ok. Mọi người giữ hết vé của mình nha. Rồi bắt đầu vào khu vực quét mã. Quét thêm một lần nữa. Phòng chờ
Okay. Đây, trước mặt chúng ta là khu vực cầu cảng được xây dựng mới, cho nên là nhìn có thể nói là rất là hiện đại và còn rất là mới. Mở thêm kênh nữa, gọi là kênh gì? Dạ, ngoài đường Pít Du Ký. À, ngoài đường Pít Du Ký. Dạ. Kênh đó sau này mới mạnh hơn kênh bóng đá. Kênh bóng đá không thể mạnh bằng du lịch được. Vì du lịch thì nó mở rộng ra số lượng người xem về trải nghiệm nhiều hơn. Còn bóng đá thì vẫn chỉ những người mê bóng đá thôi, mà thế giới thì cũng biết bao nhiêu người thích cái này không thích cái kia. Dạ, nó rộng hơn. Dạ, cái du lịch thì bao giờ cũng rộng hơn và lên nhanh hơn. À, thu lại cái dây rồi. Sanjaya số 2. Đây là tàu mà chúng tôi sẽ đi chăng. Ok, thank you. Rồi, đoàn của chúng tôi ngồi ở tầng dưới. Đấy, đoàn của chúng tôi ngồi đây. Ngồi đâu nữa chị? Ngồi đây. Dạ. Mình ngồi kín vào nha, chứ không nếu mà còn chỗ là họ sẽ xếp thêm người vào. Dạ. Đấy, thế thì chút xíu nữa tàu bắt đầu khởi động, chỗ nào còn trống thì mình nhảy vào. Thế để Dũng ngồi trước này. Để còn quay được cận cảnh mọi người đang xây tàu chứ. Tí nữa mà ai xây thì đó nữa, để đây quay nè. Giống như hôm qua quay mọi người lúc mà đang ngủ ở trên máy bay đó. À, bây giờ là chúng tôi sẽ có trải nghiệm chuẩn bị tàu sắp chạy rồi đó. Hy vọng là chút nữa sẽ thấy có trường hợp bị say sóng. Rồi, chúng tôi chính thức lên đường. Hai núm á? Đâu, hai quạt hai bên đây. Công tắc nó ở giữa. Phun tàu. Phun tàu. Ở cái nông cửa. Mình bỏ khoai con gì nó cắn mình. Tuốt à? 200 gì ấy? 200 gì ấy? Máy nó ở bên đằng sau kìa. Chạy nhanh lắm ạ. Hải lý đúng rồi, nó ghi Indian Ocean mà. Như động đất luôn. Như vậy là chúng tôi đã tới đảo Penny. Đúng rồi. Tàu sẽ hơi bồng bềnh một chút khi mà cập bến và mọi người bắt đầu leo lên tàu. Đây là
đen rồi hay vị trắng đúng không? Nó là cái phao, nó là cái phao. À, nó là cái phao. Thank you. Leo lên tàu, leo lên bờ rồi mà vẫn thấy hơi bập bình, rung rinh. À, có lẽ là do cầu cũng là cầu phao nữa, nên là bản thân trên cầu thì cũng có sự bập bình như vậy, nhưng mà cũng vui. Xin chào cả đoàn. Chúng tôi bây giờ đã tới Nusa Penida. Các thành viên của đoàn chúng tôi thì đã di chuyển ra tuốt đằng xa kia rồi. Tôi là lên bờ là gần như là cuối cùng. Đường đi bập bình, nước rất là trong luôn cả nhà. Nhìn thấy cả đáy luôn. Rất là trong, rất là xanh. Các tàu đang lần lượt cập bến. Kia rồi, đoàn của tôi kia rồi. Chị Hương ổn chưa? Hương ơi, ổn chưa? Lên cái là tỉnh liền. Nóng quá, nóng quá mệt. Thoáng, chỗ này tao thoáng nữa. Đi vào đây lấy nước cam uống thôi. À, có gì em xin cái vỏ quýt cho. Đúng rồi, tăng cường C. Đây em trong ba lô có quýt nè. Và đây là toàn cảnh khu vực bên ngoài cảng Sanu Belida. Dạ. Ở kia có những khu khách sạn, resort nằm ở trên triền núi. Ủa thế à? Về cơ bản thì cảnh quan du lịch rất đẹp. Bác Tài họ sẽ thu tiền vé cảng ạ. Mọi người đi sát của bác Tài luôn ạ. Mọi người đứng sát của bác Tài ạ. Nhanh kita warna biru nha. Không sao, đi theo bác Tài là được. Bây giờ thì các thành viên trong đoàn sẽ bắt đầu di chuyển đến xe để bắt đầu một hành trình trải nghiệm có thể nói là vô cùng là sôi động và cực kỳ là cảm giác mạnh luôn. Đó là chinh phục những cung đường lắt léo với tài nghệ lái xe của bác Tài. Ngày hôm qua thì đã được nghe chị Maya đã chia sẻ trước rồi để chuẩn bị tinh thần rồi. Rồi, đoàn của chúng tôi bây giờ chỉ chờ xe đón nữa thôi là lên đường. Rồi, bây giờ thì đoàn của mình sẽ chia thành hai. Một nhóm sẽ đi cùng với bạn Nga và nhóm còn lại là đi cùng với mình. Chia thành hai xe và sẽ lên đường đi tham quan các địa điểm. Mặc dù là mình ngồi ở bên này nhưng mà mình vẫn có thể thu âm được từ đội bên kia. Cho nên là bên kia mà nói xấu gì đoàn bên này tí về mổ băng là đều có thể nghe được hết. Chúc các bạn may mắn. Chúng tôi đã chuyển từ đảo Bali sang đảo Nusa Penida. Bây giờ là mình ngồi xe ô tô suốt à? Hai hòn đảo thì cách nhau 45 phút di chuyển bằng tàu cao tốc. Các dịch vụ ở trên đảo Nusa Penida này mình quan sát thấy khá là đầy đủ. Chẳng hạn như là vừa rời khỏi cảng là đã có khu vực để đổi tiền, cũng như là các cái cây ATM, cây xăng, cũng như là các cái cửa hàng dịch vụ đầy đủ hết. Đẹp chưa cả nhà ơi? Đỉnh luôn.
để nhường nhau. Đó, bác Tài nhẹ nhàng chạy xuống phía dưới liền. Xe xuống, xe lên. Hay chưa? Hay chưa? Hay chưa? Hay chưa? Không nhường không được. Công nhận cái cảm giác nhìn nó xanh mắt, nó thích nha. Dễ chịu. Rồi đường đã thì quay nhìn lắc léo xanh rì. Sau lần trước cũng dẫn một đoàn từ đoàn đấy là đoàn leo núi, leo núi chuyên nghiệp. Thì số 1 là họ bay từ Sài Gòn ha. Tổng cộng là mười mấy người ấy, 12 13 người ấy. Thế là đón vừa mới đón từ sân bay ra ngoài luôn, xong cái là họ là đưa anh chị đi ra siêu thị mua đồ ăn đồ uống ấy. Thế là trở ra siêu thị một cái thì vừa mới vào siêu thị được khoảng 2 phút ấy là nó rung mạnh lắm, mà đồ đạc ở trong cái giá để đồ là nó rơi hết xuống. Mẹ thấy rung một cái thì là bắt đầu bỏ giỏ chạy. Thế là chạy chỉ có chỉ chạy thôi, và đi chạy ra đường, và đi trên đường chạy là thấy được khách nào thì là vơ khách đấy. Vơ thấy một khách thấy hướng dẫn viên chạy thì cũng chỉ biết chạy theo thôi. Chạy theo thì chạy ra ngoài mới bảo là gì thấy gì đấy mẹ ở chứ đâu, động đất à. Tới đoạn này là gần tới bây giờ mình đang vào cổng của nó rồi. Cái đoạn này nó hơi chưa làm đường ha. Rồi đoàn của chúng tôi đã tới nơi, nhưng tới đâu thì chúng tôi chưa biết. Broken Beach và Angel Broken Beach. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nghe Maya chia sẻ. Đây là bãi biển. Đây là bãi biển. Đây ghi âm hết rồi. Có dám nói xấu gì đâu. Có dám nói xấu đâu. Bây giờ chúng ta bắt đầu trải nghiệm một cái nắng của Indonesia. Bali. Mực phơi hai nắng. Bắt đầu cuộc hành trình trải nghiệm cái nắng của Bali. Dạ. Dạ. Cái chân bị đau. Sao cô? Không, cái chân đau. Kiểu tụ máu gì? Cứ thông thả đi thôi cô. Không đi thông thả, đi từ từ thôi. Chị đi mà hơi khó, chị đi ngang á. Đi xuống dốc mình đi ngang á. Ok không? Đi xéo xéo á. Thay vì là mình đi chuối sẵn thẳng xuống thì mình cứ đi xéo xéo. Mình đi thăm xong. Dừng chân nghỉ ngơi, uống miếng nước. Trải nghiệm tuyệt vời. Dạ không, mình không đi núi này, mình đi núi khác. Thế lên. Nó phải chọn thời điểm. Đi. Tăng cường ít C vào. Đi. Đây là nước lọc. Đây là Angel Billabong ha. Angel Billabong. Đây. Rồi chúng tôi lại tiếp tục. Angel Billabong. Nên đường khác ạ, nó đi một vòng. Mọi người sẽ
chứ đi mình theo, mà quanh lại bên nó sẽ xa. Những bậc thang. Thế nên mình sẽ đi men ra bên theo kia. Đường đi xuống dưới. Angel. Mình cứ đi từ từ thôi ạ. Billabong. À, cái tay em vừa mới làm. Bãi biển đẹp ở Nusa Penida. Còn đẹp như thế nào thì xin mời cả nhà cùng ngắm nhìn qua những thước phim của ngoài đường Pit Du Ký. Sóng đập rất là mạnh và mọi người đang tạo dáng chụp hình rất là nhiều. Cái bậc nó hơi cao, thế nên là đi. Đó, đoàn của chúng tôi là đã đi được một đoạn xuống phía dưới rồi. Như vậy là cung đường đi xuống rồi sẽ không đi lên hướng ngược lại, mà chúng tôi sẽ đi dọc nhanh qua đi, xin đi nữa. Phía bên tay trái kia đấy, mình vào đây, mình vào đây. Chà, đó, em đỡ chị sang bên này. Đây đây này, mình bước vào chỗ đoạn này. Okay, ra không, mình đi sang bên kia. Ra xuống đây chụp ảnh. Chụp ảnh cái chỗ kia, không chụp ảnh. Nào những ai ra chụp ảnh nào. Không chụp ảnh. À, điếng là bao photo nha, tặc cút kìa. Bên thì sóng đánh rất là mạnh. Và ngay bên cạnh đây thì lại rất là đây, dịu êm. Này gọi là Angel Billabong này. À, Angel Billabong. Tại sao lại gọi là sóng nó sẽ đánh lên và nó liệng lên, nó cuốn ra bên ngoài ấy. À, gọi là Billabong. Billabong là liệng ra ngoài. Đúng rồi. Ủa thế còn cái đoạn này tại sao lại nó có nó này? Là nước biển lên đấy. À, nước biển nó lên đây. À, đây nó tràn vào trong này. Thông thường nếu như mà khách Tây mà người ta muốn làm kênh video là họ sẽ xuống kia họ bơi cả. À. Sau đó họ bay fly cam ở chỗ này. À, chỗ này là trèo xuống được để bơi. Đi xin đi. À. Sorry. Ok là ok. Đây mình bây giờ mình đi sang Broken Beach ạ. À? Các đoàn Việt Nam mình nhiều lắm. Dạ. Wow. Lên dốc. Với cái nắng gay gắt này thì thực sự là một thử thách rất là lớn cho đoàn của chúng tôi. Có nhiều cô chú lớn tuổi và vì vậy mà đoàn cũng đã vừa phải có một cái phần nghỉ ngơi. Wow. Và khi anh Trường gọi mình ra ngắm thì hai anh em được chiêm ngưỡng một cái khung cảnh rất là đẹp. Đây, ở đây có một cái hang thông qua. Đây cũng là một trong những cái địa điểm rất là nổi tiếng ở Nusa Penida. Các đoàn khách thì sẽ chụp hình ở phía bên đằng kia. Hai anh em tôi tí nữa sẽ selfie ở đây. Nhà bác tài. Hôm nay để lặn. Lặn ngắm san hô, rùa với cả Nusa Penida. Nó có một cái loài chỉ duy nhất ở Nusa Penida có trên thế giới, đấy là loài cá mặt trăng ạ. À, vào tháng thứ 7 và thứ 8 ấy, là cá mặt trăng nó sẽ lên trên mặt nước biển, cách mặt nước biển khoảng tầm 30-40 mét. Nếu như mà mình lặn sâu scuba ấy, là mình nhìn thấy con cá đấy là con cá bơi đứng ạ. À, con trưởng thành có thể lên đến 2-3 mét. Dữ vậy? 2-3 mét đó hả? À. Trời ơi, như cá mập vậy. Nó to lắm, nó hình mặt trăng ạ. Xe của nhóm chúng tôi đã tới nơi trước. Bây giờ thì chúng tôi sẽ di chuyển vào khu vực nhà ăn và chờ nhóm còn lại đến.
ngay sau ít giây. Một nhà hàng nằm ở trên một khu vực con dốc khá là cao, nhìn cũng bao quát xung quanh. Phía đằng xa kia là các thành viên của đoàn chúng tôi cũng đã tới nơi. Đây là bàn được bố trí cho đoàn của chúng tôi. Phía bên trong này đây. Núi ở phía dưới là bãi biển ạ. Người nào mà người ta leo núi chuyên nghiệp, trekking chuyên nghiệp ấy, thì người ta leo xuống phía dưới bãi biển là mất tầm 45 phút. Còn đâu leo lên thì hơn tiếng ha, tùy sức từng người, tốc độ của từng người người ta leo. Hành trình của đoàn chúng tôi sau bữa trưa tiếp tục với hành trình đến với sống lưng khủng long. Sống lưng khủng long. Clinking. Clinking. À, tên địa phương là clinking, nghĩa là ngón chân út giơ ra. Ừ. Ngón chân út giơ ra. Chút xíu nữa mình sẽ nhìn thấy nó giống cái ngón chân út giơ ra. Ừ. Do là bây giờ là 12 giờ rưỡi trưa giờ Việt Nam và là 13 giờ rưỡi giờ Bali. Trời rất là nắng nên là đoàn của chúng tôi đã thu hẹp, rút ngắn lại rơi dụng đi, cũng như là lực lượng thì cũng đã giảm đi một nửa. Rơi dụng lại mất một số các nhân. À, từ hàng hậu vệ trở xuống tới thủ môn thì đều đã ở lại nhà đã hàng dùng, để nghỉ dùng ngơi. Hết chỉ còn lại tuyến tiền vệ trung tâm với lại tiền đạo thì tiếp tục đi tiếp. Các du khách rất là nhiều. Có người thì không sợ nắng chút nào, có người thì vẫn phải dùng cả dù. Khách Tây là hầu như là đi phăm phăm, chẳng sợ gì nắng nha. Một chú cún nằm phơi nắng giữa đường tỉnh bơ ta. Hello. Không cần biết ai hết. Nó biết đang nói nó đấy. Chỗ này mà quay bay drone đẹp lắm. Flycam á. Flycam. À, đi bộ ra túc bên kia hả? Đây, ngay đây nè. Cái bậc cầu thang này nó làm cao nhỉ? Ừ. Rất là cao. Cảm ơn anh nhé bạn. Xin lỗi nha. Messi, hết lòng vì nghệ thuật. Rất đam mê. Ôi, nhìn này. Đẹp chưa? Ôi. Chỉ có thể nói bằng một từ là tuyệt vời thôi cả nhà ơi. Wow. Ồ.
Đấy, người ta đang trèo xuống phía dưới kìa. Ờ. Cẩn thận nhá. Ừ. Thiên đường luôn. Ồ. Các du khách thì đang trèo xuống. Tôi đang zoom tổng cộng là 15 lần. Còn đây mới là độ cao thực tế. Ôi trời ơi, quá đẹp luôn. Trời ơi, cái bãi biển ở dưới này. Anh Trường cảm nhận như thế nào anh Trường ơi? Quá tuyệt vời. Quá tuyệt vời luôn. Biển xanh cát trắng. Biển xanh cát trắng. Quá đẹp. Hi. Wow. Sao cứ bị vướng cái bãi? Sorry. Up. Ok. 1, 2, này, dọc xuống đi. 1, 2, 3, good. Ari. From the wood. Yeah. Vâng, đứng vào đây các bạn. Sao lại có em khỉ ở đây? 1, 2, 3 chụp phát ăn luôn. Con khỉ này. Có ai đi xuống khám phá cùng em không? Quá tuyệt vời. Cái này quá đẹp. Thực sự là quá cuốn cả nhà. À, turun mungkin turun dikit ya. Hanya YouTuber kan. Oke. Thú vị. Đang đi lên. Leo xuống mệt, leo lên cũng mệt, không phải dễ dàng đâu. Thông thả thôi. Dạ. Nếu mà gấp là đuối lắm. Vâng, thật thú vị khi được trải nghiệm Killing King, sống lưng khủng long, quá đã. Đúng là một khung cảnh đáng đồng tiền bát gạo ở Nusa Penida. Như vậy là sau một hành trình khám phá mệt mỏi nhưng vô cùng là ấn tượng với những khung cảnh ở Nusa Penida thì bây giờ đoàn của mình sẽ quay trở về khách sạn nghỉ ngơi và tối nay sẽ đến một nhà hàng Việt Nam để mà ăn tối. Và bây giờ thì đoàn của mình đang trên đường di chuyển ra tàu để trở về lại đảo Bali.